Vâng, vậy thì tiếp tục ngày hôm nay em Việt sẽ mang tới cho các bác một mẫu xe vừa rẻ, vừa đẹp, vừa chất với mức giá chỉ ngang với cả một chiếc Kia Morning. Nhưng chúng ta đã sở hữu ngay được một mẫu xe đẳng cấp, gầm cao, máy thoáng. Đặc biệt nó đến từ một thương hiệu xe sang nổi tiếng đó là Mercedes-Benz. Với mẫu này nếu lúc mới chúng ta phải bỏ ra mức giá lên tới gần 3 tỷ đồng. Nhưng bây giờ thì chỉ còn 460 triệu là các bác cũng có thể sở hữu chiếc xe tuyệt đẹp này rồi. Vậy thì chất lượng của xe ra sao? Và liệu nó xứng đáng với số tiền trên hay không? Thì xin mời các bác hãy cùng em Việt dành một ít phút để theo dõi hết clip chi tiết về mẫu GLK 300, phiên bản động cơ 3.0 số tự động, sản xuất năm 2010 và đang có sẵn tại showroom của em Việt các bác nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là thiết kế của dòng GLK ở thế hệ này thì nó mang một sự vuông vức và cứng cáp nam tính, đúng không ạ? Và các bác có thể đi ngay vào chất lượng của chiếc xe này, đó là hệ thống đèn pha. Ở phiên bản này thì các chị thấy là hệ thống đèn pha của xe cũng đã được trang bị bóng đèn bi rồi này. Đấy, có rửa đèn pha, cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và đèn LED định vị phía dưới đây. Mặt ca lăng với 3 thanh lẹp chrome kết hợp với logo thương hiệu Mercedes bóng nổi bật với các chi tiết đến bây giờ là vẫn còn sáng bóng theo thời gian. Đấy, xe thì đang mang sẵn biển thủ đô. Và chúng ta có thể kiểm tra tiếp tới hệ thống đèn pha bên phía lái để thấy các bác có thể thấy được cái chất lượng hiện tại của xe nó ra sao. Đấy, sau quãng thời gian sử dụng nhưng tất cả các chi tiết của chiếc xe này nó vẫn đang ở trong trạng thái hoàn hảo nhất để phục vụ cho chủ nhân mới của mình, đúng không ạ? Dòng GLK thì mang tới chúng ta một chiếc xe với một thiết kế sử dụng rất là nhiều những cái mặt phẳng. Đấy, nó vuông vức, nó giống như là một chiếc xe địa hình, nó giống với cả dòng G-Class nổi tiếng của thương hiệu Mercedes, đúng không ạ? Đấy, xem được trang bị bậc cửa lên xuống, giá lóc để đồ trên cao. Đấy, la răng đa chấu, 4 phanh đĩa và các bác có thể ngắm nhìn một chút cái la răng của xe này. Đấy, con này thì phải gọi là đẹp hết bài luôn. Tất cả những sản phẩm em Việt bán ra thì đều bao zin cho các anh chị, không đâm xô, không tai nạn, không gặp nước và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ để các bác có thể dễ dàng sang tên chính chủ một cách nhanh gọn các bác nhá. Đấy, và chúng ta có thể ngắm nhìn một chút ngoại thất của chiếc xe này. Phải nói là những sản phẩm của Mercedes thì chất lượng từ ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe rất là ok. Đấy, sau quãng thời gian sử dụng nhưng tất cả các chi tiết phải nói là vẫn còn giữ được cái độ mới khá là cao. Đấy, chân kính thì được ốp những cái thanh nẹp chrome tạo điểm nhấn. Đấy, mang lại cho chúng ta một chiếc xe với một thiết kế nhìn nó sang trọng, đúng không ạ? Và đi về phần phía đằng sau thì các bác cũng có thể thấy là nổi bật đó là phần đèn hậu cũng được trang bị bóng đèn LED rồi. Đấy, và đây chúng ta quay gần lại để cho các bác có thể thấy là hệ thống đèn LED của chiếc xe này đến bây giờ nó vẫn còn trong vắt như pha lê vậy. Đấy, phiên bản GLK 300, đèn phanh trên cao, gạt mưa phía sau và các chi tiết chrome. Và tiếp tục chúng ta sẽ có một bô kép thể thao vuông vắn và nhìn rất nổi bật, đúng không ạ? Tạo cái điểm nhấn. Đấy, phiên bản này là 4MATIC các bác nhá. Đấy, hộp số tự động 7G Tronic, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Và tiếp tục chúng ta có thể ngắm nhìn một chút ở bên phía này để cho quý chị có thể ngồi nhà. Và thông qua clip này thì các bác cũng có thể đánh giá được tình trạng chi tiết chất lượng của chiếc GLK mà em Việt đang có mặt tại đây. Và về độ chất, độ đẹp thì thực sự là chiếc xe này miễn bản. Vâng, cam kết cho các bác không một lỗi nhỏ. Anh chị nào muốn trải nghiệm thì các bác có thể xuống trực tiếp showroom của em Việt ở số 3 đường Nga Định, thành phố Hải Dương. Còn nếu không thì các bác có thể ngồi alo cho em theo hotline là 0968228889 để được hỗ trợ tư vấn về chiếc GLK này một cách cụ thể, đúng không ạ? Vậy thì tiếp tục xin mời các bác hãy cùng em khám phá không gian nội thất của chiếc GLK 300 2010, xem hiện trạng của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng, được không ạ? Vâng, và đây là không gian nội thất của chiếc GLK với ghế da màu ghi. Đấy, kết hợp các cái chi tiết trên vô lăng được ốp gỗ sơn đen. Các anh chị thì thấy này, chất lượng của những dòng xe Đức phải nói là nó vô cùng bền bỉ. Đấy, toàn bằng những vật liệu cao cấp thôi. Từ cái ốp vô lăng đây, đây là gỗ xịn sò các bác nhá. Đấy, và xử lý vec ly bóng loáng vẫn còn mới như mới tinh theo thời gian. Và trên vô lăng thì tích hợp cũng khá là nhiều những phím bấm. Đấy, con này được trang bị cả tính năng ga tự động và giới hạn tốc độ lim này. Đấy, và vô lăng là chỉnh điện. Đó, các bác có thể thấy là vô lăng có thể chỉnh điện nhiều hướng. Đó, chỉ cần chúng ta giữ cái lẫy ở phía dưới này thôi. Và hệ thống đèn pha của xe thì các bác có thể thấy là đến bây giờ cái chi tiết của nó vẫn còn rất là mới. Từ cái tem, từ cái mác, tất cả đều nguyên bản zin 100%. Phiên bản này thì chúng ta sẽ có xe được trang bị hai ghế phía trước đều là chỉnh điện và đều có tính năng là nhớ ba vị trí ghế các bác nhá. Đấy, ba vị trí nhớ ghế cả bên phía phụ vậy, tay nắm cửa mạ chrome này. Và đây là những chi tiết nhôm cao cấp. Đó, nên các chị thấy là theo thời gian, kể cả cái chi tiết da zin nguyên bản của xe đây. Đấy, thì các bác thấy là nó vẫn còn rất đẹp. Và một chiếc xe khẳng định luôn là đẹp vô cùng. Đấy, trong cái tầm tiền bằng 460 triệu thay vì lúc mới chúng ta phải bỏ ra gần 3 tỷ đồng để sở hữu một phiên bản này.
Vậy thì tiếp tục chúng ta khi mà các chị chúng ta ngồi vào trong cái vị trí lái thì ưu điểm của xe gầm cao thì bao giờ cái tầm quan sát nó cũng rất là tốt đúng không ạ? Và cái chi tiết ở trên khu vực cụm đồng hồ đây thì các bác thấy vâng hiển thị rất là sắc nét. Con này cũng có màn hình nhá. Và loa thì khắp nơi. Đấy, loa bên cạnh này, trên này cũng có loa và đây là cái cảm biến cảnh báo va chạm. Đấy, đặc trưng của Mac. Đó, dàn loa vâng khắp mọi nơi luôn. Đó, gương chiếu hậu là chống chói chỉnh điện tự động. Đó, và các bác có thể ngắm nhìn một chút các chi tiết trần này hay kể cả đèn. Đấy, đèn trần đây. Đấy, đèn đọc sách cũng có luôn các bác nhá. Tất cả vâng còn zin nguyên bản. Đấy, và về độ an toàn thì các bác thấy là túi khí được bố trí vòng quay xe rồi. Đấy, và chất lượng bản tapi cánh cửa tablo thì các bác thấy cũng được sử dụng những chất liệu nhôm. Đấy, và theo thời gian nó vẫn còn như mới tinh luôn ạ. Vâng quá ok. Về chất lượng nội thất của xe này. Và chiếc xe này cũng được trang bị hệ thống điều hòa là hai vùng độc lập. Đấy, khu vực cần số đây. Đấy, các bác thấy là cái da xịn nó như thế này cơ mà. Đấy, và chúng ta dùng mãi mà nó vẫn còn bền đẹp như này. Xem có chế độ lái comfort và sport thể thao. Đấy, và các chi tiết ốp gỗ thì các bác có thể ngắm nhìn. Vâng, nó đẹp long lanh luôn. Đó, một chiếc xe ngang giá với cả một con Morning nhưng mà chúng ta nhận lại được rất là nhiều những cái giá trị đúng không ạ? Và từ những cái chi tiết tựa đầu ghế này. Đấy, ghế tựa đầu cũng là chỉnh điện luôn các bác nhá. Đấy, tựa đầu của chiếc xe này cũng là chỉnh điện luôn. Và tiếp tục với hàng ghế thứ hai thì sao? Đấy, xe cũng được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đấy, khoảng để chân khá là rộng. Đấy, và chất lượng ghế da zin nguyên bản của hàng ghế này thì theo em đánh giá là nó cũng còn rất là ok với một chiếc xe được sản xuất năm 2010 như này. Đấy, và từ cái chốt khóa cánh cửa các bác thấy nó là vật liệu liệu nhôm cao cấp nên là nó vẫn còn bền đẹp theo thời gian. Đấy, và đây là bản tapi cánh cửa phía dưới. Đấy, để cho các bác thấy chất lượng của nó rất là ok đến thời điểm bây giờ, kể cả phần đèn. Đấy, sáng luôn các bác nhá. Và tiếp tục về phần phía sau thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái khoang cốp để đồ cực rộng. Đấy, phải nói là chúng ta có thể chở theo rất là nhiều hành lý với khoang cốp này. Và Mẹc thì bao giờ cũng đánh giá sự an toàn cao nên là các bác có thể thấy đây là cái túi gọi là túi cứu thương của xe các bác nhá. Đấy, bông băng này, tất cả các chi tiết và vẫn còn zin nguyên bản. Đó, ở đây, chăm chăm. Đấy, và con này thì có cả cổng sạc 12V ở phía đằng sau. Và các bác có thể là thấy được cái chất liệu nỉ nguyên bản của xe. Đấy, rất là sạch đẹp. Về độ đẹp, độ zin thì cam kết cho các bác là không một lỗi nhỏ rồi. Và chiếc xe này nếu chúng ta muốn để thêm một chút đồ thì các bác có thể kéo cái này ra. Chúng ta sẽ có cái giá để đồ. Đấy, rất ok đúng không ạ? Vâng, một chiếc xe đẳng cấp. Đấy, sang xịn, cảm giác lái tốt và độ an toàn cao. Đó là những gì mà chúng ta nhận được khi mà các bác sở hữu chiếc GLK này. Và thay vì tiền tỷ thì bây giờ với tầm giá 460 triệu đồng đấy, là các bác cũng có cơ hội ngồi lên chiếc GLK này để trải nghiệm rồi đấy, để đi đưa gia đình đi chơi trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới thì còn gì bằng với chiếc xe này đúng không ạ? Vâng, quay từng chi tiết một để cho các bác thấy cái độ đẹp của nó. Vâng, hàng ghế phụ cũng hàng hàng ghế phụ bên phía trước cũng được chỉnh điện và nhớ ba vị trí ghế các bác nhá. Rất là xịn sò cao cấp. Vâng. Vậy thì để có thể đánh giá tiếp được cái chất lượng của chiếc xe thì xin mời các bác hãy cùng em kiểm tra tới phần động cơ xem hiện trạng của chiếc xe này nó ra sao, đúng không ạ? Vâng, và đây là khối động cơ V6 3.0 hút khí tự nhiên nổi tiếng của thương hiệu Mercedes, mang lại cho chúng ta một cảm giác lái cực kỳ mạnh mẽ với những ai yêu thích tốc độ. Và các bác có thể thấy là cỗ máy của chiếc xe này rất là kín. Đấy, nhưng em có thể quay cho các bác cái chi tiết bên trong để cho các bác thấy được cái chất lượng của cỗ động cơ này. Đấy, và các chi tiết bên dưới các bác nhá. Đấy, bao zin luôn cho các bác không một lỗi nhỏ. Đấy, từ những cái tem, từ cái mác hay là từ những cái chi tiết bên dưới các bác có thể nhìn kỹ giúp em. Đó, chất lượng của xe Đức nó là như vậy. Vâng, một chiếc xe mang lại một trải nghiệm phải nói là nó vượt ngoài cái tầm tiền 460 triệu thì khó các bác có thể mua được cái mẫu xe nào mà nó chất như là con này. Vâng, vậy thì quý chị nào yêu mến và quan tâm tới mẫu GLK 300 2010 đang có mặt tại showroom em Việt thì các bác hãy trực tiếp ba lô cho em theo hotline 0968 22 8889 để được hỗ trợ và tư vấn về chiếc xe này đúng không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn quý chị đã theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của kênh YouTube Việt Ca Hải Dương. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật nhanh nhất những sản phẩm của em Việt.